xin chào các anh chị và các bạn thì hôm nay mình đến với bài học tiếp theo bài số 7 bài giao dịch theo dấu hiệu nến pin ba thì thời gian vừa qua có rất nhiều các anh chị cũng hỏi mình và cũng muốn mình làm những cái video về ration đó. thì thực chất là ở mỗi cái trường phái nó khác nhau có những cái phương pháp và có những cái công cụ có những cái chỉ báo dấu hiệu nó khác nhau cũng tùy thuộc vào cái đặc tính của mỗi người nó phù hợp với ai thì người đó có thể sử dụng thì ở trên cái phân tích kỹ thuật này nó À, nhiều hướng cho các anh chị các bạn chọn có những anh chị các bạn có thể là sử dụng trực tiếp vào những cái uh, hành động của giá hành động của nến và những cái uh, mô hình giá mô hình nến hoặc là những cái dấu hiệu của nến thôi không sử dụng thêm những cái công cụ indicator khác hỗ trợ nhưng mà cũng khá nhiều các anh chị các bạn là sử dụng những cái indicator để hỗ trợ để mình có những cái tín hiệu những cái dấu hiệu để mình có thể là vào lệnh được thì cái việc nên theo cái trường phái nào hoặc là nên làm sao để giao dịch cho mình tốt thì đó là cũng tùy thuộc vào mỗi anh chị và các bạn thì cái vấn đề này mọi người cũng không nên tranh cãi nhá là phải nên dùng ration thì với tốt không nên dùng indicator thì cũng rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới người ta cũng có thể là những nhà đầu tư chuyên nghiệp người ta vẫn dùng indicator có những người thì người ta lại không dùng indicator người ta chỉ dùng hành động giá thôi thì cái vấn đề này các anh chị các bạn cũng không nên bàn luận quá nhiều nhá dù sử dụng cái công cụ nào thì với những cái anh chị các bạn mới tham gia vào thị trường hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm chưa tìm ra cho mình một cái hệ thống giao dịch tốt thì mình phải học hỏi và mình sẽ tìm hiểu hết tất cả những cái khía cạnh cái phương pháp phân tích kỹ thuật các anh chị có thể là sử dụng những cái mô hình giá mô hình nến hoặc là hành động giá ra sần và các anh chị cũng có thể là sử dụng những cái indicator khi mà các anh chị cần thiết trong quá trình các anh chị học tập và tìm hiểu rèn luyện để tìm ra cho mình cái phương pháp nó tốt nhất nha thì cái video này mình cũng nói về pin ba thì cái nến pin ba là một trong những cái nến mà đa số những cái anh chị các bạn phải được biết và phải hiểu và cái này cái bài học này nó rất là quan trọng nhá những anh chị các bạn mà chưa tìm hiểu về nến pin ba chưa hiểu được nến pin ba thì phải học cái bài này phải tìm hiểu cái bài này để có thể giúp cho các anh chị các bạn thấy được những cái lợi hại những cái dấu hiệu tốt của nến pin ba để giúp cho các anh chị có thể có được cái điểm vào lệnh hoặc là có những cái điểm dừng lỗ chốt lời nó tốt nhất lọc sao được những cái tín hiệu nó tốt để các anh chị các bạn có thể là tham gia vào giao dịch có lợi nhuận nhá thì hôm cái bài 5 á game là mình có làm là mình random là số 23 nha. Thì có bạn Minh Giang trúng số 23 mình sẽ trao cái tài khoản cho sen 500 đô cho bạn ấy rồi. Thì tiếp tục cái video cái bài học thứ sáu thì mình sẽ random bây giờ mình sẽ random thì những anh chị nào mà tham gia và comment hai số xuống bên dưới này thì nếu mà được nhận thì các anh chị các bạn liên hệ mình để nhận cái tài khoản sen 500 đô nha và các anh chị chú ý là những anh chị các bạn tham gia thì nên comment một lần thôi nhiều anh chị comment nhiều lần không tốt nha thì là cái này mình trao thưởng cho các anh chị các bạn để các anh chị các bạn có động lực thêm để có thể là tìm hiểu những cái kiến thức nó tốt hơn còn cái việc mà cái phần thưởng nó nó cũng không có đáng giá trị quá nên mọi người cũng chơi với cái tinh thần là nó thoải mái hơn nha thì các anh chị các bạn cũng ủng hộ mình thì comment hai số để đóng góp ý kiến xuống dưới đó và tiếp tục cái game ngày hôm nay là bài số 7 thì các anh chị các bạn vẫn tiếp tục comment hai số nha để hôm sau bài số 8 mình À, vẫn quay random để các anh chị có thể nhận được à, thì cái những cái video mình làm á thì cũng mong được cái sự đóng góp và ý kiến của các anh chị các bạn và cũng muốn là các anh chị các bạn đóng góp những cái ý kiến bên dưới bình luận ở bên dưới để um, giúp cho mình làm những cái video tới nó tốt hơn những anh chị nào mà quan tâm mà ủng hộ mình thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh nhấn vào cái nút chuông bên cạnh nhé để các anh chị có thể là nhận được những cái video mới và giúp cho các anh chị các bạn có thêm những kiến thức tốt nhất nhé. Rồi, mình qua mình chạy random hai số để cho các anh chị các bạn nào mà nhận được cái món quà này á thì liên hệ mình nha. Cái số trúng thưởng của cái video bài số 6 là số 9 nha. Những anh chị nào mà comment sớm nhất và gần nhất số 9 thì sẽ liên hệ mình để nhận cái phần thưởng là tài khoản sen 500 đô nha. Thì tiếp tục cái bài số 7 này mọi người vẫn tiếp tục comment hai số và đóng góp ý kiến cho mình để mình làm những cái video tiếp theo nha và có thể là các anh chị video sau các anh chị có thể là À, may mắn là nhận được cái phần thưởng là tài khoản xe 500 đô này à, Rồi, mình uh, qua bài học nhá Thì cái bài học hôm nay là mình nói về um, uh, Rison và sử dụng nến pin ba Thì uh, đây là một cái nến mà có thể là nó rất là quan trọng trong quá trình các anh chị giao dịch Mỗi khi các anh chị giao dịch dù sử dụng bất cứ công cụ hệ thống nào thì các anh chị cũng cần phải quan sát nến pin ba khi mà xuất hiện nến pin ba thì các anh chị lập tức phải chú ý đến cái thời điểm đó và phải xem xét những cái khung thời gian hoặc là những cái vùng giá nó đang hiển thị đó nó có tốt hay không để mình có những cái quyết định mình vào lệnh nhá thì ở đây mình xác định có một số cái vùng giá mà có thể xem nó là quan trọng để khi các anh chị các bạn có quyết định là xuất hiện đến pin ba ở cái vùng giá này các anh chị có tham gia vào không ở đây có một số vùng như thế là vùng đỉnh trước và vùng đáy trước giả sử khi mà thị trường đi lên á thì cái vùng mà có phải là mình xác định uh, vùng kháng cự là vùng cái đỉnh trước đúng không? ở trên cái vùng đỉnh này nếu mà xuất hiện cái pin ba cái mô hình cái dấu hiệu nó sao và mình có quyết định được vào lại không thì các anh chị phải để ý này thứ hai là khi mà thị trường đi xuống thì cái đáy này cái đáy là đáy tiếp theo ví dụ ở thị trường đi xuống thì các anh chị sẽ nhìn vào nến bên trái màn hình đúng không? thì mình sẽ biết được cái vùng đáy tiếp theo đây và cái vùng này nếu mà xuất hiện pin ba thì mọi người sẽ sao có quyết định bài lên hay không? đó và những cái vùng như thế là vùng hỗ trợ cũ chuyển thành kháng cự mới À, vùng kháng cự cũ chuyển thành hỗ trợ mới thì đây các anh chị các bạn học bài kh... vùng hỗ trợ vùng kháng cự mình đã nói là cái này cho các anh chị các bạn khá là nhiều rồi hiện tại mình sẽ nói ở lý thuyết đây cho các anh chị các bạn hiểu được một số cái cái này thôi còn tí nữa mình sẽ đi vào thực tế nha mình là hướng dẫn các anh chị trên thực tế thôi mình không có đi vào lý thuyết quá nhiều à, còn lý thuyết là mình cũng sẽ sẽ nói qua để các anh chị các bạn có thể hiểu được cái bản chất của nó như thế nào cái gì mình cần chú ý rồi mình mới đi được thực hành trực tiếp trên biểu đồ nên là cái mà cách tiếp cận của các anh chị trực tiếp trên biểu đồ sẽ giúp các anh chị các bạn dễ hiểu hơn rất nhiều. còn nếu mà các anh chị các bạn xem những cái video hoặc là tìm hiểu ở trên mạng có một số người chỉ người ta chỉ viết bài rồi người ta chỉ lấy một cái hình ảnh nào đó lấy ví dụ thì nó sẽ không tốt nhá. mình sẽ phân tích trực tiếp trên biểu đồ để cho các anh chị các bạn có được cái nhìn nó dễ dàng và nó dễ tiếp cận nhất. thì những cái video của mình tiếp theo mình cũng sẽ chỉ làm như vậy thôi và mình sẽ nói qua lý thuyết trước. lý thuyết mình sẽ ngắn gọn và đơn giản nó lại thật sự ra lý thuyết mình không cần đi quá sâu vào và mình chỉ chọn lọc những cái gì mà cần thiết cái gì quan trọng để mình uh, có thể hướng dẫn các anh chị các bạn nó tốt còn uh, những cái gì mà nó nhỏ nhặt nó có thể gây nhiều cho mình mình sẽ bỏ ra bỏ ngoài và mình sẽ tập trung vào đi vào phân tích biểu đồ để cho các anh chị hiểu được khi nào cần những cái điểm quan trọng của nó như thế nào và mình áp dụng như thế nào thì nó sẽ tốt nhau cái cái phần này chủ yếu là về hỗ trợ kháng cự đó, vùng hỗ trợ kháng cự đó. các anh chị xem lại cái bài đó thì các anh chị cũng sẽ biết được những cái vùng đó là cái vùng mà khi mà xuất hiện pin ba ở cái vùng giá đó nó sẽ tốt hơn thì có một số cái như thể là đường xu hướng và kênh xu hướng cũng là một cái những cái mà cái điểm mà mình kể ra mình xác định được cái vùng hỗ trợ kháng cự để khi xuất hiện những cái dấu hiệu như nến pin ba thì mình có thể là tham khảo và có thể tham gia vào thị trường ngoài ra có những cái vùng số tròn và vùng nhảy gáp thì cái vùng số tròn này thì các anh chị giờ mình cũng nói là cái này nó chỉ đúng vào một số cái trường hợp như thế thị trường chứng khoán đó. có thể là bitcoin cũng đúng, cũng đúng nữa còn ở thị trường ngoại hối thì mình nghĩ nó không có quan trọng đâu hoặc là vàng thị trường ngoại hối thì mình có giao, giao dịch vàng thì nó cũng có thể là tốt ví dụ một ngàn ba ngàn tư thì đôi lúc nó cũng sẽ có những cái uh, mà phản ứng giá hạ đó rồi cái vùng nhảy gáp đây vùng nhảy gáp này thì là cái vùng mà thường thường nó sẽ nhảy gáp qua tuần ví dụ hôm thị trường đóng cửa hôm thứ sáu đúng không thì qua thứ hai là có thể là có những ảnh hưởng tin tức bởi thứ bảy chủ nhật đó thị trường nó có thể là nhảy gáp một đoạn thì cái này cũng là một cái vùng mà có thể là xem như hỗ trợ kháng cự của mình ngoài ra thì có một số cái công cụ khác như hỗ trợ cho mình như thế là vùng giá EMA 20 50 khi mà thị trường đi lên cái vùng giá EMA 20 và 50 thì mình thấy là cái vùng này thường thường là một cái mức mà hỗ trợ khá là tốt nha và ngoài ra nếu các anh chị nào sử dụng Ichimoku thì cũng có vùng đám mây Ichimoku Cũng là cái vùng mà à, khi mà xuất hiện pin ba các anh chị cũng có thể là tham gia Ngoài ra thì các anh chị các bạn thì có thể sử dụng thêm Fibonacci Cũng có thể là xác định được những cái vùng mà hỗ trợ hoặc kháng cự tốt cho các anh chị nhá à, Thì cái đó ở cái bài năm thì các anh chị các bạn có thể là kéo lại cái bài đó để xem nó kỹ hơn về cái hỗ trợ kháng cự Cái quan trọng ở đây là cái vùng giá quan trọng ở đây Chủ yếu là khi mà nến pin ba xuất hiện ở cái vùng mà hỗ trợ kháng cự nha đó thì hỗ trợ kháng cự nó có rất nhiều các công cụ và rất nhiều các yếu tố nó tác động đến thì uh, khi nào đi mỗi trường hợp thì mình sẽ xem ở đó có những cái dấu hiệu gì nó tác động lên và nó ảnh hưởng như thế nào để mình đưa ra những cái quyết định nó tốt uh, rồi thì uh, có nhiều các anh chị các bạn chắc cũng hiểu được rồi nếu mà xem cái mô uh, khi mà xem mà mình nói về mô hình nến nhật mình cũng nói rồi thì uh, cái pin ba thì nó cũng chỉ là cái tên gọi thôi mình thì uh, thường thường mình sẽ xem nó như là một cây doji hoặc là nến búa hoặc là pin ba thì nó cũng tương tự nhau thì để các anh chị các bạn hình dung ra một cái cây pin ba nó đẹp đó, thì các anh chị có thể là hình dung như thế này là cái cái dầu nến này có thể là nó dài ít nhất là có thể là bằng 2 phần 3 chiều dài của cả thân nến thì là một cây pin ba tốt tương tự ở đây cũng vậy này giống như vậy này cái đây là mình nói tối thiểu là bằng 2 phần 3 còn nó càng dài hơn thì càng tốt. Ví dụ những cây này là khá là đẹp hoặc là cây này khá là đẹp. Thì mình không đi phân tích là trực tiếp vô là dâu nến là gì, thân nến là gì, hoặc tai nến là mũi nến là gì cả. Cái đó các anh chị quá đơn giản là các anh chị có thể làm xem những bài mình nói về nến thì mọi người cũng hiểu về nó như thế nào rồi. Còn đây là mình nói cho các anh chị các bạn những cái pin ba nó đẹp á, Thì đó, chiều dài dâu càng dài thì càng tốt nha. À, rồi để hiểu rõ về bản chất của nó thì như thế nào thì tại sao mà lại hình thành một cái cây pin ba như thế này tại vì các anh chị hiểu này khi mà mình cứ hình dung vào hành động giá đi thì khi mà thị trường đi lên thị trường đây là đang một cái, cái xu hướng đi lên nha thì ở trên đây có một cái lực mà nó bán xuống rất mạnh cái lực chốt phiên nó mạnh thì nó với đóng cái râu nến nó dài như vậy có thể là nó dự báo cho một cái lực xuống trong thời gian tới khá là tốt thì đây là cái dấu hiệu mà cái bản chất của nó như vậy tương tự ở dưới đây các anh chị các bạn thấy là khi một cái thị trường mà đang đi xuống ví dụ dấu hiệu đi xuống đúng không đi xuống khá là mạnh nhưng mà chốt phiên cái ngày đó nó đóng cửa ở trên này à, thì các anh chị thấy là ở đây có một cái lực mà bắt đáy khá là mạnh có rất nhiều nhà đầu tư đã tham gia vào đây để bắt đáy uh, của thị trường và đã đẩy cái mức giá lên trên này thì uh, dự báo những cái nến tiếp theo thì có thể là trong thời gian tới có thể là thị trường đi lên vì cái lực của bản chất của cái nến là nó phản ánh của thị trường hành động giá của thị trường như vậy nên là cái việc mà khi mà xuất hiện một cái dấu hiệu nến bin ba như thế này thì khả năng nến dấu hiệu của thị trường đảo chiều là tương đối là cao xác suất là cao nên là người ta mới sử dụng cái mô hình mà nến bin ba để tham gia vào thị trường có một số các anh chị là chỉ tham gia khi mà có nến bin ba thôi có dấu hiệu nến bin ba với tham gia còn những cái mô hình hoặc dấu hiệu khác người ta thường thường người ta không tham gia đó thì đó cũng là một cái cách mà khá là hay thì tùy theo mỗi người có những cái cách giao dịch riêng của họ các anh chị cũng phải tìm hiểu những cái phương pháp này hoặc là tìm hiểu thêm để mình biết được là mình có nên giao dịch theo bin ba không bin ba là một cái mà nó cực kỳ là quan trọng mình nghĩ là rất là quan trọng đó. nên các anh chị phải chú ý cái bài này và phải tìm hiểu nha à, có thể là tìm hiểu thêm ở đâu đó những cái kiến thức hoặc là các anh chị muốn tìm hiểu sâu thì có có thể là đọc những cái cuốn sách tài liệu người ta cũng nói về bin ba khá là nhiều các anh chị đã hiểu được về pin 3 và cái bản chất của cái pin 3 nó là sao tại sao người ta lại sử dụng pin 3 à, để tham gia vào thị trường đó tiếp theo cái phần này mình sẽ nói về chiến thuật giao dịch theo pin 3 thì ở đây các anh chị các bạn sẽ có những cái là các anh chị cần xác định từ ban đầu thứ nhất là cái tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận khi tham gia vào giao dịch theo pin 3 thì các anh chị phải xác định được cái vùng chốt lỗ và vùng chốt lồi thường thường á các anh chị các bạn sử dụng À, tỷ lệ R12 có nghĩa tỷ lệ rủi ro là 1 và lợi nhuận là 2. Nhiều anh chị có thể là sử dụng cái tỷ lệ 13 đi cũng được nữa. Thì đây là tùy theo cái mức độ mà các anh chị các bạn có thể chấp nhận được thì các anh chị chọn nha. À, rồi, sau khi các anh chị là xác định được cái mức độ rủi ro và lợi nhuận của khi mình khi tham gia vào thị trường thì các anh chị phải có chiến thuật à, vào lệnh với pin 3 khi mà xuất hiện pin 3 thì mình có phân biệt ra là ba cái khía cạnh là mình có thể là vào lệnh thứ nhất là phá mũi pin 3 có nghĩa là khi mà phá mũi pin 3 này mình sẽ sử dụng là lệnh chờ top tốt còn 50% pin 3 thì thường thường mình sẽ sử dụng lệnh lý mịt thì ở đây có lệnh sell tốt và buy tốt còn ở đây có lệnh là buy lý mịt và sell lý mịt thì tí nữa mình sẽ đi trực tiếp vào mình nói rõ hơn các anh chị các bạn thấy và cái trường hợp tiếp theo các anh chị sẽ thấy là các anh chị sẽ giao dịch theo mô hình và xuất hiện đến pin 3 có nghĩa là mô hình nến mà xuất hiện pin ba có pin 3 ở trong đó thì các anh chị mới giao dịch thì hôm trước mình có nói là ở đây giả sử cái mô hình này đi. Khi mà nó đã hoàn toàn nó có được cái mô hình như thế này để mình mới tham gia vào thị trường. Còn uh, có những anh chị thì này cái cây nến này phá vỡ cái mũi này này là các anh chị vào tham gia vào rồi. Đúng không? Uh, là cái phương pháp đầu tiên là các anh chị tham gia vào đây và tất cả là top lot trên cái đỉnh này nha. Cái phương pháp thứ hai là các anh chị các bạn cái chiến thuật thứ hai là các anh chị tham gia 50% cái tay này đúng không? 50% cái tay này thì các anh chị đặt một lệnh chờ ở đây. Chờ ở đây thì các anh chị phải chặt đặt lệnh chờ là sell lý mịt đúng không? Còn ở đây các anh chị đặt lệnh chờ là sell top. Đó, là ở đây. Và tất cả đều top lot ở đây. Và cái thứ ba có nhiều anh chị á, chờ đã xuất hiện cái mô hình này các anh chị mới vào đây. Là các anh chị chốt cái nến này thì hôm sau các anh chị mới vào ở vị trí này và bọn các anh chị sell xuống và tất cả đều top lot ở đây. Thì các anh chị phải hình dung ra mình có ba cái mình xác định điểm vào lệnh thì mình có ba cái xác định được điểm thì ở đây các anh chị thấy là ở mỗi cái vùng xác định điểm vào lệnh một số cái tốt và một số cái chưa tốt nó khác nhau à, giả sử cái trường hợp đầu tiên là nó phá cái tai này đúng không các anh chị sell nói chung là các anh chị phải chốt một cái đoạn khoảng cái cây này nhưng mà nếu mà các anh chị mà vào 50% pin 3 này 50% cái nến dầu nến pin 3 này thì các anh chị để ý thấy này khi các anh chị đặt một lệnh đây thì top lot của anh chị là giảm đi một nửa đúng không thứ nhất là cái top lot được giảm đi này, thì cái tỷ lệ lợi nhuận 1 2 này, nó sẽ tốt hơn ví dụ các anh chị đâu không có cần là cái tb của anh chị quá dài chỉ cần 1 2 thì ở đây đến đây là các anh chị cũng có thể là chốt lời được cái thứ ba khi mà các anh chị các bạn chờ có mô hình nó rõ ràng đi nếu mà khi mà có một cái mô hình nó rõ ràng thì các anh chị vào lệnh ở đây thì các anh chị top lot ở đây thì cái top lot của anh chị là quá xa nếu mà cái top lot quá xa thì cái cái, cái mục tiêu lợi nhuận của các anh chị cũng phải xa đó thì mỗi cái điểm vào lệnh của các anh chị nó sẽ mang lại cho các anh chị một cái ưu điểm và một cái nhược điểm khi mà xuất hiện pin ba các anh chị chọn cái cách nào để mình vào lệnh thì đó là cái quyết định của các anh chị và đôi lúc cái cái cảm tính cái trực quan và đôi lúc các anh chị phải có cái quyết định của các anh chị thì nó sẽ có được mang là cái lợi nhuận có những anh chị sẽ quyết định là kiên nhẫn chờ đợi về 50 phần trăm đến có những cái anh chị là ừ thấy rách right ao qua đây là mua liền à, là bán liền thì có anh chị là chờ đóng cây nến cái này rồi mình mới sao ở đây thì đó là tùy vào cái sự lựa chọn của mỗi người nha khi mà xuất hiện mô hình nến pin ba xuất hiện thì mình có ba cái sự lựa chọn đó cái điểm vào lệnh thì mình có ba sự lựa chọn đó thì các anh chị các bạn tùy chọn theo cái nào mà phù hợp với các anh chị cảm thấy phù hợp và cái nhận định của anh chị nha rồi tương tự ở đây là mình bán thì tương tự ở đây mình mua mình mua mình cũng tương tự ấy à, thứ nhất là mình chọn rách ao cái mũi nến này đúng không cái thứ hai là 50 phần trăm nến này đúng không cái thứ ba là nó chốt nến và hình thành cái mô hình giá con nến pin ba Tất cả cái vị trí này thì các anh chị đều top lót ở đây nha. Ở đây thì 50% nến thì các anh chị có thể là đặt lệnh ba lý mịt này. Đó thì có những cái trường hợp các anh chị để ý này thấy này, nếu mà 50% thì các anh chị ở cơ hội này các anh chị là không có lợi nhuận, không 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 bắt được. Đúng không? Nhưng mà các anh chị vào lại từ cái vị trí uh, ở cái mũi nến này, phá uh, right out phá vỡ thì các anh chị sẽ có được cái lợi nhuận tốt. Nhưng mà nếu mà cái trường hợp này đúng không? Trường hợp là các anh chị vào được 50% cái đuôi nến thì các anh chị lại có cái lợi nhuận nó tốt hơn đó. Còn à, nếu mà các anh chị cái trường hợp mà các anh chị lên mua mãi ở trên này thì các anh chị mới bắt đầu một cái xu hướng của nó, cái điểm vào lệnh các anh chị đòi hỏi các anh chị phải có những cái quyết định riêng của mình nhá, phải tùy trường hợp vì là có những cái trường hợp nó sẽ bị mất, có những cái trường hợp nó bị cái rủi ro à, nó cao hơn, có những cái trường hợp lại tối đa là cái lợi nhuận cho mình. Tiếp theo là cái vùng mà mình muốn nói đến cái vùng cắt lỗ thì tất cả đều có cắt lỗ ở dưới cái Uh, đuôi nến nhá thì hôm lúc này mình có nói là cái vùng cắt lỗ là ở trên này hết nó ở đây cắt lỗ này nếu mà sell thì cắt lỗ ở trên này và buy thì cắt lỗ ở đây hết đúng không là cái những cái vùng mà cắt lỗ nó sẽ được xem là nó tốt nhất cái thứ tư mình muốn nói đến ở đây là mình sẽ phải phân biệt giữa pin ba và hang in men thì cái nến pin ba và nến hang in men này có một số cái mà các anh chị hay sẽ nhầm lẫn nó chỉ nhầm lẫn là ở các vị trí khác nhau thôi về nến hang in men thì đơn giản nó cũng chỉ là một cái pin ba có nhiều người gọi nó là pin ba nhưng mà nó hình thành ở một cái vùng giá khác này ví dụ nó hình thành ở vùng giá cực trị có nghĩa là ở trên đỉnh nhá nó xuất hiện hoặc là ở dưới đáy nhưng mà ví dụ một cái xu hướng đi lên pin ba Mà xuất hiện ở trên đỉnh này ví dụ một cái cây rút nến nhưng mà xuất hiện ở trên đỉnh nó hoàn toàn khác với một cái cây mà pin ba mà rút nến ngược xuống đúng không thì cái này tí là mình nói rõ hơn cho các anh chị các bạn trên trực tiếp trên biểu đồ nhá à, thì pin ba thì thường xuất hiện ở cái giai đoạn là đầu xu hướng có nghĩa là ví dụ là một cái bin ba tăng á, thì nó sẽ xuất hiện đầu xu hướng nhưng mà cái hang in men này thường thường xuất hiện ở những cái vùng mà cái tín hiệu nó đã đi khá là xa rồi nó đi lên quá rồi quá cao rồi thì có thể là nó sẽ không tốt nha thì hang in men với bin ba thì nó cũng đều xuất hiện ở cái vùng hỗ trợ và kháng cự thôi nhưng mà người ta sẽ không dùng cái hang in men này để như tín hiệu buy sell giống như thể ở bên này, người ta không, sẽ không dùng cái tín hiệu hanging men ở buy sell như thế này, thì tí nữa mình vào mình sẽ nói rõ cho các anh chị các bạn biết được về hanging men như thế nào. thì mình ngắn gọn lại cái việc mà mình uh, nói lý thuyết để cho các anh chị các bạn qua mình phân tích biểu đồ và mình tìm ra những cái uh, mô hình pin ba nó tốt để cho các anh chị các bạn có thể thấy được mình cần vào địa lệnh như thế nào và mình giao dịch với bin ba nó như thế nào để nó hiệu quả nha thì cũng như mình đã nói pin bin ba là một cái mà mình sử dụng khá là nhiều cứ thị trường khi nào mà xuất hiện có bin ba là bắt buộc các anh chị phải các bạn phải uh, chú ý có thể là đưa ra những quyết định của mình theo từng cái trường hợp theo những cái nến tiếp theo nó như thế nào hoặc là có những cái quyết định trực tiếp uh, rồi thì uh, mình sẽ đi trực tiếp qua biểu đồ để cho các anh chị các bạn có thể nắm rõ được những cái dấu hiệu uh, của bin ba như thế nào ở những cái vị trí nào thì nó tốt và những cái vị trí nào nó không tốt khi nào nó bị phá vỡ và khi nào nó không bị phá vỡ nhá thì à, nhìn về cái vị trí biểu đồ thì các anh chị cũng có thể là quan sát và thấy được rất nhiều cái dấu hiệu của bin ba các anh chị thấy là những cây này là khá là đẹp tương đối là đẹp rồi để mình tìm một số cái vị trí cho anh các anh chị thấy được rõ đây các anh chị cũng thấy này đây khi cái cái đuôi nến này này mà càng dài là càng tốt nhá đây này các anh chị thấy không đây là cũng bin ba hết này đó đây bin ba đây cái thân nến mà càng dài cái đuôi nến càng dài thì càng tốt này rồi các anh chị thấy như cái dấu hiệu này cũng có thể là xem như thể là một cái dấu hiệu này đúng không khá là đẹp ở vị trí tương tự ở đây cũng vậy đó các anh chị thấy rất là nhiều nhiều luôn đây cái pin ba rút chân này các anh chị còn thấy này thì có một số các anh chị lúc này chưa hiểu về hang in men thì đây cũng có một cái dấu hiệu của hang in men cái kiểu như vậy các anh chị thấy đấy. đáng lẽ một cái cây rút nến này ở trên đỉnh sau một cái đang một cái xu hướng nó đi lên đây này các anh chị thấy cái vùng này nó sẽ rõ hơn này đây mình nói cái vùng này nó các anh chị thấy rôm ra cái các anh chị thấy giải à, giả sử hang in men nó, nó khác nhau với pin ba các anh chị giả sử cái cây này mà nó ngược lại á nó nó rút đuôi từ ở trên đuôi từ ở trên xuống á, thì đó là một cái pin ba rất là đẹp cho một cái xu hướng xuống nhưng mà với hang Man hang men thì cái cây này là nó xuất hiện một cái cái rút chân lên và khi đó một cái xu hướng đã đi lên rất mạnh rồi, một cái cái cực kỳ cao có nghĩa là một cái giá, ở cái vùng giá vùng đỉnh rồi. đây không phải là một cái tín hiệu cho các anh chị có thể là buy hoặc sell được. các anh chị không phải là khi mà xuất hiện cái cây này các anh chị không thể là chờ hồi về 50% các anh chị buy lên hoặc là phá cái đỉnh này các anh chị buy lên thì cái trường hợp hang men này các anh chị phải uh, phải chú ý là phân biệt và tránh xa nhờ chứ nó không có giống như bin ba bin ba là ví dụ như ở trên uh, những cái vùng đỉnh như lúc nãy đó các anh chị thấy này đây này có thể là uh, xuống này hoặc là nó bắt đầu một cái xu hướng này, này thì được còn nếu mà đây ví dụ đây cũng được nữa đây đó các anh chị thấy đó hoặc là dưới đây này đó nó ngược lên để nó hoàn toàn khác với cái hàng men đó nhỉ à, rồi thì uh, bây giờ mình quay lại mình tiếp tục với nến uh, bin ba thì các anh chị đã thấy ở đây có một số cái mô hình mà bin ba nó sẽ à, hiển thị ở đây và thực tế thị trường nó thực tế là các anh chị sẽ thấy này ở đây nó xuất hiện một cây bin ba đúng không đây rõ ràng các anh chị có thể là xem một cây bin ba hoặc ở đây là một cây bin ba thì ở đây có hai cái trường hợp các anh chị có thể tham gia vào thị trường thứ nhất là cái cây này này đó các anh chị cũng có thể là à, sell ở cái vị trí này đây để mình đặt luôn nha cái trường hợp này, thứ nhất là các anh chị sẽ đặt ở cái vị trí mà nó phá cái mũi đúng không? mình xác định cái cây này nó phá cái mũi đúng không? cái trường hợp thứ hai các anh chị có thể là đặt lệnh này, cái điểm vào lệnh này là 50% phần trăm cây này ở đây đúng không? đó cái vị trí thứ ba mà các anh chị có thể đặt lệnh là ở vị trí cái cây này đó thì ở từng cái vị trí các anh chị sẽ thấy là ở cái mô hình mà ba cái nến này các anh chị thấy nè đây mình đang mình tập trung vào ba cái cây nến này à, thì ở đây các anh chị thấy là nếu mà các anh chị vào lệnh cái này ở cái vị trí đây đúng không thì có, có phải cái đoạn này là nó sẽ không khớp được lệnh không của các anh chị còn nếu các anh chị mà vào lệnh trực tiếp khi mà nó phá mũi thì có thể là cái tỷ lệ các anh chị từ đây đến đây là một cây nến này và cái tỷ lệ một 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 thì có thể được nhưng mà cái tỷ lệ một hai thì các anh chị chưa được tb này đúng không và có thể là quay lại thì trường nó lại quay lại tiếp còn nếu mà các anh chị chờ xuống đây các anh chị vào lệnh nữa thì nó lại càng uh, có thể là cái tỷ lệ của các anh chị một hai nó sẽ không tốt nữa ví dụ tỷ lệ một hai mà cái điểm vào ở đây đúng không đến đây có phải là nó quá xa không? Nó là xa đó thì ở trong cái tùy trường hợp ví dụ các anh chị ở đây cái trường hợp này xuất hiện một cái pin ba như thế này đúng không cái dấu hiệu mà pin ba như thế này đúng không các anh chị có thể là chờ năm 50%, mươi chờ năm mươi ở đây các anh chị đặt ở trên này thì có phải là uh, cái lệnh này nó về này cái này nó khớp lệnh của mình thì các anh chị có để ý cái thấy này khi mà mình uh, vào cái vị trí này khớp lệnh thì có phải là ở đây mình đặt top lot này tỷ lệ của mình một hai một ba thì mình có thể là có tăng nâng cao cái khả năng mình thắng lên là đến đây là mình tb rồi dư sức tb rồi đây mình có thể là một ba là một hai có tỷ lệ chỉ là đến đây thôi là được rồi ok đúng không tương tự với cái trường hợp tiếp theo mà các anh chị các bạn chờ là khi khi mà ví dụ ở đây nó xuất hiện cái pin ba đi giờ mình xác định đến cái ba cái nến này đúng không xuất hiện cái pin ba ở đây đúng không đây là cái pin ba này thì các anh chị các bạn sẽ thấy là ví dụ các anh chị chờ 50 phần trăm nến ở trên này thì có thể là không dính lạnh đúng không Nhưng mà nếu các anh chị giao dịch ở mùi nến ở mùi nến khi cái nến nó phá vỡ ngày hôm sau nó phá vỡ cái mùi nến này thì các anh chị để ý thấy này top lot ở trên này trên cái đỉnh này đúng không thì tỷ lệ 12 thì nó sẽ đến khoảng dưới đây cho các anh chị các bạn đó thì khi mà tham gia theo nến min ba thì các anh chị nên tuân thủ đàng hoàng nha nên tuân thủ theo cái tỷ lệ mà rít thì qua thì cái tỷ lệ rủi ro với lợi nhuận một hai hoặc một ba thì các anh chị nên phải chấp nhận theo cái đó mỗi người thì có cái mục tiêu nó khác nhau nên cái này mình cũng không thể bắt buộc là ai cũng một hai cũng được mà ai cũng một một hoặc ai cũng một ba được thì tùy theo các anh chị có thể là chọn lựa thì ở mỗi cơ hội của các anh chị có thể vào điểm vào ra lệnh nhá nó có thể là bị ảnh hưởng uh, còn cái vị trí mà sao mình phải đặt top lót ở trên này thì các anh chị thấy ở đây này nó có cũng có những cái trường hợp nó nhiều uh, nó xảy ra các anh chị thấy này nếu mà thử, thường thường thị trường đúng không thì các anh chị thấy là khi mà nó đi lại đi lên như thế này rồi và nó xuất hiện những cây pin ba như thế này hoặc là ở trên này nữa cái vùng này các anh chị thấy nó xuất hiện ở trên này rất nhiều và nếu mà các anh chị không top lót thì, thì mà bị lỗ rất nhiều bị lỗ khi thị trường nó đi lên như này thì nên cái trường hợp vừa rồi đó, thị trường cháy rất nhiều các rất nhiều các anh chị bị cháy tài khoản đó là vì không cắt lỗ hoặc là uh, cứ đu theo thị trường thì nhiều nhiều khi khi mà thị trường mạnh nhất nhất là vàng thì các anh chị sẽ thấy là có những cái mà cái mô hình hoặc cái xu hướng cũng có thể là bị phá vỡ. Nhưng mà nhìn chung thì đa phần mình thấy đa phần cái dấu hiệu của pin 3 nó cho là khá là chính xác và tốt. Như đây là một cái trường hợp mà cũng khá là tốt đúng không? Các anh chị thực có thể là tham gia và có được lợi nhuận này. Đó. Đây là một cái trường hợp này. Hoặc là cái cái đoạn này mình sẽ phân tích cho các anh chị thấy này. Tại sao mình sử dụng pin 3 là tốt? Ví dụ như đây, các anh chị thấy là ở cái vùng mà vùng hỗ trợ giá mạnh, ở đây là có phải là cái vùng đáy không? Nó hỗ trợ giá mạnh này đây khi mà các anh chị sử dụng pin ba vào giao dịch ở đây các anh chị sẽ sử dụng pin ba vào giao dịch thứ nhất là cái lệnh này này đúng không mình sử dụng uh, mình sẽ phân tích ở cái nhóm nến này nha thì các anh chị các bạn sẽ thấy là các anh chị có thể là vào 50% mươi đến đôi gì này và top lót ở dưới đáy này là quá là đẹp đúng không và các anh chị có lợi nhuận hoặc là các anh chị có thể là vào lệnh ở cái vị trí mà nó phá mũi phá mũi là ở vị trí trên này và các anh chị vào lệnh ở đây tỷ lệ cũng TB cũng khá tốt, đúng không? Thì nó đã nó ở những cái vùng mà hỗ trợ giá tốt như vậy thì mình uh, sẽ xem xét và mình có thể là quyết định vào lệnh. Nó như thế nào? Thì có nhiều người chờ những cái dấu hiệu nó uh, tín hiệu nó rõ ràng hơn thì có thể là lên đến đây thì cái trường hợp này vẫn có thể là có được lợi nhuận. cây nến này các anh chị mới vào lệnh thì nó uh, vẫn là đảm bảo cái tỷ lệ 1:2 thì mình lấy cái tỷ lệ chuẩn 1:2 thì các anh chị vẫn có được lợi nhuận tốt nha ở trên này. Đó tương tự khi mà xuất hiện các anh chị các bạn thể để ý mình sẽ tập trung vào cái nến này cái cái, cái nến min ba này đúng không cho các anh chị các bạn thấy à, khi mà xuất hiện cái nến min ba đó thì nó sẽ mình sẽ tìm cái vùng mà mình vào lại các anh chị có thể là à, vào phá mũi luôn cũng được đúng không tìm cái vùng mà nến này phá mũi này mũi này và các anh chị mua lên thì cái tỷ lệ này nó lại về về một lần nữa thì cái tỷ lệ này cũng có thể là một hai khi mà lên đây tại vì ở đây nó chưa top lót mà nó lên đây Đúng không? Là tốt Còn à, có một số anh chị kiên trì Thì lại đợi 50% Thì cái này vị trí này là quá đẹp Và à, tỷ lệ của các anh chị ăn lại quá tốt Có thể là 1, 2, 1, 3, 1, 4 cũng được Có rất nhiều à, ừ. Cái mà các anh chị có thể tham gia vào Thì ở đây có một cái đặt ra Là các anh chị nên chú ý là Ở những cái vùng Mà mình à, vào lệnh Thì là nó như thế nào À, ví dụ những cái cái dấu hiệu của nến pin ba này vào lợi như lúc này mình nói những cái vùng quan trọng đó là mình các anh chị phải biết được những cái vùng hỗ trợ của giá nó tốt thì các anh chị quan tra vào ví dụ ở đây các anh chị để ý thấy đúng không đây là cũng là một cái vùng mà hỗ trợ của giá tốt là cái cái này là có phải là kháng cự cũ không trở thành hỗ trợ mới này anh chị thấy không đây là một cái vùng Đây đó kháng cự cũ thành hỗ trợ mới thì là những cái vùng đó thì cái giá nó đỡ nhiều hơn còn các anh chị các bạn mà cứ thấy ở đâu có tín hiệu pin 3 là các anh chị vào thì nó cũng không được tốt nha thì nó còn phụ thuộc vào nhiều á đôi lúc các anh chị phải rung nhỏ nó lại để thấy nhìn coi nó là ở đâu là cái vùng nào nó giá tốt thì ở đây ví dụ như ở đây cũng là một cái vùng mà các anh chị có thể là xem được đây là một cái vùng mà vào cái vùng hỗ trợ của giá nó khá là tốt thì khi mà xuất hiện cái dấu hiệu nến pin ba như thế này đúng không nến pin ba đẹp như thế này ở những cái vùng mà hỗ trợ tốt như thế này thì các anh chị hoàn toàn có thể tham gia vào thị trường và có được lợi nhuận những cái trường hợp này các anh chị, các bạn thấy này có nhiều các anh chị sẽ vào ở những cái vị trí nó phá và cũng có nhiều các anh chị sẽ vào ở những cái vị trí nó 50 cây nến và có nhiều các anh chị cũng vào khi mà cái mô hình nó hình thành thì cũng vào thì những cái trường hợp này đều có lợi nhuận hết thì các anh chị, các bạn thấy đó pin ba là với là một những cái là nó khá là tốt ví dụ như ở đây các anh chị cũng có thể là nhìn thấy được nha một cái vấn đề ở đây là các anh chị nhìn thấy khi mà ở, tại sao ở những cái vùng giá khi mà nó đi lên đây thị trường đi lên đây đúng không mà ở đến cái vùng này giá lại bị phản ứng tại vì cái cây pin ba này nó quá rõ ràng này các anh chị thấy cây pin ba này rõ ràng không nên là có rất nhiều người sẽ chờ những cái khu vực ở đây để đặt lệnh chờ 50% pin ba và sell xuống thì để người ta ăn được 50% pin ba các sell xuống các anh chị thấy tỷ lệ này đây đúng không? Nó rất là nhỏ tỷ lệ 1 2 thì hoàn toàn có thể là có được lợi nhuận của người ta. Khi được xuống được đến đây người ta ăn chỉ một cái sóng hồi nhỏ này từ cái vị trí ở trên này xuống và người ta đã có lực lợi nhuận, người ta thoát thị trường thì thị trường nó vẫn đi lên tiếp. Đó, đó là cái mà các anh chị cần chú ý nữa. À, rồi, tương tự ở đây thì giờ mình sẽ cho các anh chị các bạn thấy được là cái vùng nến mà xuất hiện pin bà ở đâu là nó tốt. Thì những cái vị trí mà khi mà giá lên đó, những cái vùng giá mà mình thấy này, đó các anh chị thấy này, nó nằm ở những cái vùng kháng cự ở như thế này nó tốt như thế này thì mọi người nên vào lệnh à, thì ở cái vị trí này mọi người vào lệnh đều có có được cái lợi nhuận cũng khá là tốt này những anh chị nào vào lệnh liền khi xuất hiện mô hình hoặc xuất hiện pin ba các anh chị phá à, mũi thì các anh chị đều có được lợi nhuận đúng không nhưng mà những cái trường hợp này những anh chị nào chờ 50 phần trăm thì là không có được lợi nhuận và không nó không khớp lệnh đều cho mình thì mình không được tốt đúng không nó không dính lại à, thì tiếp tục ở đây các anh chị các bạn sẽ thấy được là các anh chị các bạn có thể tham gia khi mà xuất hiện cái pin ba nó rõ ràng như thế này thì mình có thể tham gia cái vị trí đầu tiên của cái bin ba mình xác định ở cái vị trí này nha khi mà xuất hiện cây bin ba như thế này đã giao dịch theo bin ba thì các anh chị nên biết là khi mà mình xuất hiện cái bin ba mình với tham gia vào thị trường thì các anh chị thấy là cái bin ba mà có nhiều cái đuôi nó càng dài ấy, thì mình tham gia vào thị trường nó càng tốt nha đó à, thì ở cái với cái vị trí này thì sao tại sao nguyên nhân là tại sao thì mình sẽ giao dịch cái vùng này tốt thứ nhất là cái vùng hỗ trợ này này là cũng một cái vùng tốt và nó đã bị phá vỡ rồi và bây giờ cái cây nến này nó rút ngay ở cái vị trí vùng hỗ trợ thì, thì tiếp theo ngày hôm thứ sau thì cái ngày hôm sau có nhiều các anh chị sẽ đặt lý mịt 50 phần trăm đúng không ở đây bài lý mịt 50 phần trăm ở đây thì với những anh chị nào mà bài lý mịt 50 phần trăm ở đây thì đã không có khớp lại trong trường hợp này có nhiều anh chị sẽ để lên một chút ví dụ để lên một chút thì hoặc là ở dưới đây thì tùy theo nói chung là cái 50 phần trăm hay là cái 30 phần trăm 40 phần trăm thì cái đó không quan trọng cái quan trọng là cái anh chị phải chấp nhận được thôi chứ còn uh, thực chất là không phải lúc nào nó cũng sẽ là chính xác 50 phần trăm mà có thể là nó ở, một cái là 40 phần trăm 60 phần trăm hoặc 60 phần trăm 40 phần trăm thì cái đó mình linh hoạt lên chứ mình cũng không phải là cứ khăng khăng là phải đặt 50 phần trăm nha thì tùy theo mình cảm nhận mình chấp nhận được mỗi cái anh chị các bạn chấp nhận được cái nó như thế nào thì mình theo thôi uh, rồi thì cái những cái anh chị nào mà các bạn mà tham gia mà bay bay ở cái vị trí mà nó phá cái mũi thì các anh chị là có lợi lợi nhuận khá tốt và cái tỷ lệ này nó tương đối là tốt nha thì tương tự ở đây các anh chị nhìn qua ở bên này các anh chị cũng thấy đây là một cái pin ba và cái này là cũng là nằm ở cái vùng hỗ trợ của cái này thì các anh chị để ý là cũng có thể là ở đây có nhiều người người ta sẽ chờ vì là có cái pin bà ở đây người ta sẽ đặt cái lệnh chờ ở vùng này cũng có thể là dính lệnh và bắt đầu đi lên hoặc là sau khi xuất hiện những cái cây pin ba này các anh chị để ý này có những anh chị này đây này thấy không nhìn rõ ràng hơn không À, nếu mà các anh chị đặt 50 phần trăm thì là cái điều quá tuyệt vời có thể ăn 13 hoặc là 12 thì ở đây mình có lời khuyên nếu các anh chị mà xác định mà đặt 50 phần trăm thì nên đặt cái tỷ lệ profit là 13 thì nó sẽ tốt hơn là 12 tại vì khi đó các anh chị mua được cái mức giá tốt đó, đúng không thì sẽ đặt cái lợi lợi nhuận cái rủi ro có thể là nó sẽ thấp hơn và khi đó cái cái lợi nhuận các anh chị có thể gia tăng lên được tại vì cái khoảng thời gian nó không À, khoảng thời gian đi của nến nó cũng không có quá quá dài nên là các anh chị các bạn có thể là à, cái tỷ lệ nó tích phí nó cũng sẽ cao hơn nên cái gì có thể là đạt được 13 được à, thì tiếp tục ở đây các anh chị các bạn sẽ thấy được là khá nhiều nến pin ba xuất hiện và có những cái dấu hiệu nó khá là tốt pin ba nó à, báo hiệu cho mình một cái tín hiệu cực kỳ là tốt ở đây nha anh chị thấy này ở trên một cái biểu đồ như vậy thôi một đoạn như vậy thôi mà mình thấy được khá nhiều cái À, dấu hiệu của pin 3 nó cho một cái tín hiệu rất là tốt, rồi các anh chị thấy ý. thì cái khi mà pin 3 nó xuất hiện, các anh chị thấy ở đây mình cũng có thể là xem xét là à, bin 3 luôn, à, rồi à, còn à, về cái mà các anh chị thấy ở cái mức mà đây mình có thể phải zoom lại ở cái cây pin 3 này thì mình phải zoom lại thử coi tình hình nó thế nào nhá, cái cây pin 3 này các anh chị thấy là cái xu hướng nó xuống quá mạnh rồi nó xuống khá là mạnh và ở bên này không có cái hỗ trợ tốt đúng không không có cái hỗ trợ có nghĩa là mình không thấy được cái hỗ trợ thôi chứ cũng không phải có thì hoàn toàn khi mà xuất hiện cái cây này hoàn toàn các anh chị cũng có thể là vào và chấp nhận được cái rủi ro tại vì cái xu hướng khi mà nó đã xuống mạnh như thế này á thì cái khả năng khi mà nó đi lên thì có thể là nó sẽ đi lên cao hơn nên khi mà xuất hiện được cái cây mà à, đến nến pin ba nó tốt như vậy thì hoàn toàn các anh chị có thể tham gia vào được nha đó đây cũng là một cái trường hợp mà các anh chị thấy có rất nhiều cái pin ba rất nhiều cái mô hình pin ba đây cũng có thể là xem cũng có thể xem được à, thì các anh chị các bạn thấy là khi mà mình zoom lại mình sẽ quan sát được toàn bộ của cái thị trường cái diễn biến của nó đó. nó đi lên như thế này đi lên quá mạnh sau một cái thời gian rồi thì cái khả năng á, cái xác suất mình thấy ở những cái vùng trên cao này và vùng đỉnh này mà nó xuất hiện những cái dấu hiệu pin ba này thì hoàn toàn các anh chị có thể là à, xem xét tham gia được vào thị trường mình thấy là pin ba cũng khá là hay nhưng mà À, không phải lúc nào cũng có pin ba là vào được cái tín hiệu đúng cũng khá là nhiều tín hiệu sai cũng khá là nhiều cái này mình phải nhắc lại cho các anh chị à, để các anh chị hiểu được là không phải là giao dịch là nó đơn giản như vậy tại sao mà mình bảo các anh chị là nếu mà trong khi giao dịch á mình vẫn sử dụng cái mô hình đến thường mà vẫn sử dụng cái mô hình đến hecconicy rồi đôi lúc cũng sử dụng những cái chỉ báo này chỉ báo kia nhưng mà các anh chị các bạn thấy là không phải là lúc nào mình cũng sử dụng hết những cái công cụ đó đôi lúc á, có những cái cơ sở để mình dựa vào để mình có thể là quyết định ra vào lợi nó tốt để mình tối mình có thể mình kiếm được lợi nhuận còn những cái phương pháp chia sẻ như thế là như thế này của mình á, thì cái lợi nhuận cái rủi ro á, thì là mình chia sẻ trên cái hình thức là không phải là vì lợi nhuận có nghĩa là một người đầu tư chuyên nghiệp thì người ta sẽ xác định cái lợi nhuận người ta quản lý vốn của người ta lợi nhuận là người ta xác định à, cái vốn đầu tư của người ta lớn người ta xác định là một năm à, khoảng 10 20 phần trăm 30 phần trăm là cùng nhưng mà với những người đầu tư đa, đa phần hiện tại là đầu cơ Để kiếm được lợi nhuận lớn trong cái thời gian ngắn Tại vì mình không có vốn nhiều, nhiều người không có vốn nhiều Phải chấp nhận cái rủi ro nó cao hơn để lấy cái lợi nhuận nó lớn hơn Còn cái những cái phương pháp mà mình chia sẻ chủ yếu ở đây là mình muốn cho các anh chị các bạn có kiến thức Và những cái này mình chia sẻ là chủ yếu cũng phải trên cái khung thời gian là khung thời gian ngày Và cái phương pháp là nó sẽ hướng đến các anh chị các bạn một cái phương pháp đầu tư nó chuyên nghiệp chứ không phải là đầu tư để các anh chị thì muốn cái nó không phải là như thế là những cái mẹo ví dụ mẹo kiếm được lời lợi nhuận đó đôi lúc các anh chị phải có những cái kinh nghiệm và những cái có những cái mẹo cũng được thì cũng kiếm được trong lợi nhuận trong thời gian ngắn được nhưng mà đôi lúc cái rủi ro nó cũng khá là cao đúng không còn những cái mà mình hướng dẫn với các anh chị ở đây á là những cái mà à, có thể là các anh chị sử dụng được lâu dài và bền những cái như thế là chấp nhận rủi ro bao nhiêu tỷ lệ rủi ro với lợi nhuận là một hai đó là những cái mà hoặc là cái điểm vào lệnh ra vào lệnh hay sao mình phải có những cái điểm chốt lời tại vì là mình giao dịch trên khung thời gian ngày ở đây là tất cả các mình hướng dẫn các anh chị là trên khung thời gian ngày nên những cái anh chị nào mà xác định tham gia thị trường bằng giao dịch bằng bin ba này thì nên sử dụng là những cái khung thời gian lớn và xác định là mình giao dịch lâu dài và lợi nhuận mình có thể là tính trên năm chứ không phải lợi nhuận tính hàng tháng đúng không còn để mà giao dịch lợi nhuận thì mình có nhiều cái phương pháp lắm thì các anh chị cứ theo dõi rồi từ từ sau này mình cũng sẽ hướng dẫn à, các anh chị những phương pháp mà giao dịch nó có thể hơi ngoại đạo một chút đúng không hơi phiêu một chút nhưng mà có thể là lại kiếm được cái lợi nhuận nó sẽ tốt trong ngắn hạn và có thể là mình chấp nhận được cái mạo hiểm đó để mình lấy được cái cái lợi nhuận nó cao hơn thì đó là phải từ từ các anh chị các bạn sẽ mình sẽ hướng dẫn các anh chị những phương pháp giao dịch, giao dịch hoặc là mình chia sẻ cho các anh chị những cái phương pháp giao dịch nó khác nhau để các anh chị có cái tham khảo còn hiện tại những cái kiến thức mình chia sẻ là những cái mà mình muốn là các anh chị các bạn à, tìm hiểu theo một cách chính thống và có được một cái lượng kiến thức là nó tốt để các anh chị các bạn có thể thực hành và tham gia vào thị trường nó được nhá à, thì cũng rất mong là qua cái bài mà phân tích ứng dụng những cái nến như pin ba này cho các anh chị các bạn để các anh chị các bạn có thể là hiểu thêm về thị trường và hiểu thêm về cái nến này và có thể là áp dụng được nó tốt tóm lại để áp dụng được thì các anh chị cần chú ý một số cái điểm như như thế này pin ba thì khi nó hình thành những cái vùng mà vùng giá tốt ví dụ như thể là một số cái chen line này hoặc là kênh xu hướng thì cái đó khi khi vào một cái trường hợp cụ thể thì các anh chị sẽ thấy được nó phải phải nhìn nhận nó ở những cái khía cạnh đó hết rồi hoặc vùng hỗ trợ kháng cự là các anh chị phải biết cái nến nó có dâu nó như thế nào nó có dài hay ngắn hoặc là À, những cái uh, nến bin ba nó nào là cái nến bin ba tốt cái nến bin ba nào mà chưa chưa tốt thì các anh chị cũng phải biết chọn lọc một chút để mình kiếm được cái lợi nhuận nó tốt nha thì các anh chị các bạn cũng thấy là như thế là những cái khu, khu vực này này có những cái nến như vậy hoặc là ở đây nó có cái nến như vậy nhưng mà đôi lúc uh, hoàn toàn nó cũng có thể là bị phá vỡ ở đây thì bị phá vỡ ở đây nó lại uh, đảo chiều xu hướng nên là đó là những cái mà uh, các anh chị cũng quan tâm để lọc thêm những cái tín hiệu nhiều của nó đi để uh, mình có được cái lợi nhuận nó tốt nha rồi, thì đây cũng là những cái mà mình muốn chia sẻ cho các anh chị các bạn. Mong là cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho các anh chị các bạn một phần nào để các anh chị các bạn có thể giao dịch nó tốt hơn. Nếu các anh chị các bạn quan tâm và ủng hộ mình thì cũng đăng ký kênh để đón xem những cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ uh, tiếp để giúp cho các anh chị các bạn có thêm một lượng kiến thức trong cái chuỗi bài học uh, về đầu tư tài chính này. Uh, ngoài ra các anh chị các bạn uh, À, vẫn tiếp tục tham gia comment hai số bên dưới để mình tiếp tục mình random và tặng cái phần quà tài khoản sen 500 đô cho các anh chị các bạn để mong các anh chị các bạn có thể là học hỏi và giao dịch nha trên cái thị trường này rồi chúc anh chị các bạn có được một cái lượng kiến thức tốt để tham gia vào lĩnh vực đầu tư nha chào các anh chị và các bạn